Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ. Các bác vào trong kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn. Hôm nay em bàn giao cho một bác khách ở thành phố Nam Định và chiếc máy rửa bát TR5 và một chiếc nồi cơm điện Panasonic hàng nội địa Nhật. Em quay lại video để tải lên YouTube để cho các bác vào xem. Chiếc nồi cơm là chiếc Panasonic dung tích 1.8 điện 100V, sản xuất năm 2008, dành cho gia đình đông người từ 5 đến 10 người ăn. Hình thức còn rất đẹp và đang ở chế độ. Và sản phẩm thứ hai là sản phẩm chiếc máy rửa bát. TR5. Dùng cho gia đình rất là thuận tiện, rất là tiện lợi, hợp vệ sinh, sạch sẽ, giải phóng đôi tay cho các bà, các cô, các chị, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các bác phải xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh nhà mình càng phát triển. Em xin cảm ơn. Các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc, rất mong được phục vụ các bác. Thì hôm nay thì em bàn giao cho bác khách ở thành phố Nam Định hai sản phẩm. Thứ nhất là chiếc máy rửa bát TR5 hàng nội địa Nhật. Hình thức cũng rất là đẹp, doang rất là sạch, mọi chế độ hoạt động rất là trơn tru hoàn hảo. Và sản phẩm thứ hai là chiếc nồi cơm Panasonic van dài phun sương mù ẩm, dung tích 1.8 điện 100V, sản xuất năm 2008, dùng cho gia đình đông người từ 5 đến 10 người ăn, chất lượng cơm nấu tuyệt vời. Đây là khu bếp của nhà bác khách ở thành phố Nam Định. Bếp từ hàng nội địa Nhật, hàng xịn nội địa Nhật. Khu bếp bố trí rất là khang trang, gọn gàng. Các bạn vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để kênh nhà mình càng phát triển. Em xin cảm ơn. Các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc, rất mong được phục vụ các bác. Và chiếc máy rửa bát TR5 này có 5 chế độ rửa tiêu chuẩn và chế độ rửa nhanh và chế độ rửa nước nóng 40 độ, 60 độ và 80 độ, có Eco Navi tiết kiệm điện. Và có 3 chế độ sấy là 30 phút và 45 phút và 60 phút. Các chế độ hoạt động rất là trơn tru hoàn hảo. Em đã bàn giao lắp đặt xong và là cho hoạt động rất là ok. Thì lắp đặt xong rồi em quay video để tải lên YouTube cho các bác và xem. Các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc. Đây là hàng nội địa Nhật, chất lượng cao, dùng rất là bền, tiết kiệm điện. Nâng cao chất lượng cuộc sống, đời sống ngày càng nâng cao. Mỗi gia đình chúng ta nên tiếp cận các sản phẩm hàng chất lượng để phục vụ cho gia đình. Lựa chọn máy rửa bát và nồi cơm điện nội địa Nhật là sự lựa chọn hợp lý nhất cho mọi gia đình Việt Nam. Đây là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Và riêng vào máy rửa bát thì rất là gọn, nhẹ, tiện lợi,
rửa rất sạch. Và nồi cơm là dùng cho gia đình nào, cơm nấu rất là ngon. Và riêng nồi cơm Ba La của Nhật để 3 ngày cơm vẫn dẻo ngon bình thường, chất lượng tuyệt vời. Để các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Em ship hàng toàn quốc, rất mong được phục vụ các bác. Các chế độ hoạt động đèn báo sáng, đèn eco navi tiết kiệm điện, mọi chế độ hoạt động rất là trơn tru hoàn hảo. Chế độ đường nước nóng 80 độ. Rửa xong sấy khô rất hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Khu bếp bố trí hết sức hợp lý. Bố trí rất là gọn gàng, ngăn nắp, các tiện nghi rất là hiện đại. Em xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chiếc nồi cơm đang chế độ, chiếc nồi Pana bàn dài, dung tích 1.8 điện 100V, dành cho gia đình đông người, chất lượng nấu cơm tuyệt vời. Và chiếc máy rửa bát, hai sản phẩm cho hoạt động trơn tru hoàn hảo, bàn giao cho bác khách ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.